Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang đến với vòng đầu tiên. Vòng này có tên là Đâu Mới Đúng. Các bạn sẽ hội ý với nhau, bàn bạc và sau đó quyết định đứng vào cái vị trí nào. Nếu như đứng vào cái vị trí mà có đáp án đúng thì chiếc két sắt nó vẫn ở nguyên cái vị trí ban đầu. Còn nếu mà chọn sai, nó tuột thẳng tay, nó làm một cái râm, thế nào mình cũng bẹp lép. Và như vậy chúng ta sẽ phải chia tay với cuộc chơi. Nếu như các bạn đưa được đội trưởng của mình qua đến vòng thi thứ hai thì đội đó sẽ được cộng thêm 10 triệu đồng. Không biết bây giờ hai đội Mắt Biết và hai Phượng, đội nào sẽ thi trước? Ai xung phong? Sao? Mình trước đi chị. Mình trước à? Mình là hai Phượng mà ha. Tiên phong đi. Đi đâu? Xin mời. Trước mặt các bạn là 5 chiếc két sắt và trên đây nó sẽ hiển thị 5 cái đáp án. Ở câu 1 này thì trong 5 đáp án chỉ có 3 đáp án chính xác mà thôi. Và một người chọn được đáp án đúng trong câu này, mình sẽ mang về cho đội mình 1 triệu đồng. Mời đáp án. Đôi hài thêu, đôi găng tay, bộ yên cương, áo sống lụa, khăn mỏ quạ. Mời mọi người quay lại xem câu hỏi. Trong truyện cổ tích Tấm Cám, khi đào lọ xương cá bóng, cô Tấm lấy ra được cái gì? Bắt đầu. Quay lại nào. Bàn luận nhau, bàn luận trước. Có đôi hài. Ủa nhưng mà phải vô ba cột, vô ba cột em ơi. Khăn mỏ quạ, áo hài thêu, bàn đi. Vô áo. Cái nào chắc chắn nhất đưa đội trưởng vào. Bộ yên cương, bộ yên cương nha. Tụi em tính cái nào nữa? Cái nào đáp án đúng nhất đưa đội trưởng vô. Cái khăn á. Hình như cái khăn mới đúng. Cái khăn đó. Áo đúng rồi. Áo đúng. Dân Anh, có đọc truyện Tấm Cám không? Ờ, có đóng vai cô Tấm. Có đóng luôn rồi đó hả? Tin không, tin không? Không biết. Nghĩa nhìn này đóng không. Tấm hay Cám? Trời ơi, bây giờ thì tôi không nói làm gì, giờ đóng mẹ Cám. Không nói. Nhưng mà ngày xưa là đóng Tấm là chuyện bình thường nha. Giờ đóng mẹ Cám rồi. Anh biết không, bởi vì em biết Vân Anh, em làm việc với Vân Anh từ khi Vân Anh mới có 19 tuổi thôi. Trời ơi, đẹp mơn mởn. Lúc đó đóng cô Tấm là ngon lành. Giờ cũng thế. Đẹp, đẹp lão. Coi vô câu hỏi đi Nghĩa ơi, không cái có nét nói đẹp cái đề tài này nữa. Mặn mà của một người phụ nữ đã trưởng thành. Đó. Nhưng mà vẫn đẹp đúng không? Đúng, okay, rất đẹp. Vậy cũng được. Nhưng cô Tấm đào cái lọ lên, có bộ yên cương trống không? Quên rồi. Quên rồi. Quên. Hai chị em nhiệt tình lắm, kéo nhau vô. Em mấy tin chị em, nó không có lo cho đội trưởng của nó. Chạy tháo thân. Bên đây lựa đôi hài đúng không em? Tin không? Tin. Nếu tin quá tại sao không rủ đội trưởng qua đây đứng chung? Em kéo rồi mà. Anh không hề thấy em kéo. Em lôi. Em lo em chạy trước. Rồi em gái, áo sống lụa. Dì Sam chọn đáp án này, đọc truyện Tấm Cám chưa? Dạ rồi. À, thường Tấm Cám chúng ta đọc nhưng mà chúng ta sẽ không nhớ chính xác những cái chi tiết nho nhỏ. Dạ. Là đào mấy cái lọ dưới chân giường lên là trống có cái gì cái gì. Mình chỉ nhớ mỗi cái chuyện là cô Tấm với con cá bóng. Bóng bóng mang 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 bóng 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 vậy. Dạ, thôi. Dạ tại em đọc thấy áo sống lụa bóng sống cái em chạy vô luôn. À, áo sống lụa. À, nếu em lý giải, em phân tích thì cũng hay. Nếu như không có cáo sao cô Tấm dự tiệc đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Nếu không có cáo cô Tấm không đi dự tiệc được. Nhưng nếu không có bộ yên cương cô Tấm vẫn có thể đi bộ được. Bây giờ thì Nghĩa sẽ công bố đáp án. Đôi hài thêu trước. Có chuyện gì xảy ra thì cũng đứng yên tại chỗ không được chạy. Chính xác. Chi tiết đôi hài thêu là một cái chi tiết rất quan trọng. Thì cô Tấm mới có cái màn thử hài phía sau. Còn lại đôi găng tay, bộ yên cương, áo sống lụa và khăn mỏ quạ. Anh sẽ công bố đáp án áo sống lụa của em và khăn mỏ quạ. Sao hôm nay làm này trước đi cho nó chắc. Để dành cái đó tôi thích vậy đó. Chuẩn bị. Mời đáp án của chương trình. Chính xác, áo sống lụa. Cái này mình phân tích mình cũng có thể thấy được nếu như mình không nhớ. Phải có bộ áo mới, bộ áo đẹp thì mới đi dự dạ hội, mới gặp hoàng tử được chứ. Chứ nếu bây giờ có đôi hài thiệt đẹp mà bẩn bộ đồ thiệt rách, rồi làm sao đi gặp hoàng tử. Còn nếu như không có bộ yên cương, cô Tấm vẫn đi bộ được, đúng không? Xa xôi dạng dặm lắm. Bây giờ cứ nghĩ đi, cái lọ chôn mấy chân giường làm sao nhét một cái bộ yên cương vô. Nó đã là thần thánh rồi. Dùng đèn pin thu nhỏ của Doraemon. Trời ơi, bây giờ con bé nó được sống rồi đó, nó mạnh miệng ghê vậy đó. Không mà từ chuyện Tấm Cám mà liên tưởng tận sang bên Nhật. Dạ, đó. Hay thiệt. Bây giờ Đại Nghĩa có treo mình trên cái giá vậy đi nữa thì mình cũng đã lỡ rồi. Cho nên là... Cho nên là... Quýu đúng không? Mời đáp án. Em tin chị đi. Em tin chị. À.
Đúng, tức là cô Tám đào 4 cái góc chân giường lên, 4 cái lọ, trong đó có đôi hài thêu, có áo sống lụa, bộ yên cương. Và cái lọ cuối cùng là gì mọi người nhớ không? Đào ra được một con ngựa nhỏ xíu. Xong sau đó con ngựa tự nhiên nó lớn ra. Đó, cô Tám mới bỏ bộ yên cương lên trên con ngựa, mặc áo sống, rồi mang cái đôi hài thêu đến dự dạ hội của hoàng tử. Chúc mừng cái đội, mời các bạn về chỗ. Các bạn đã mang về cho đội của mình 5 triệu đồng. Tiếp theo, xin mời Mắt Biết. Nhớ nghe, rút kinh nghiệm. Cái nào mà mình chắc cú 100% đưa đội trưởng vô an toàn trước cái đã, rồi sau đó mình hãy tháo chạy. Chứ như vừa rồi là bỏ bà đội trưởng bơ vơ tội nghiệp. Xong rồi chạy theo nữa chứ. Em thấy chị đi đâu em đi theo đó, trời ơi. Mời các bạn Phạm Thị Kim Huệ, Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Thị Huệ. Mặt anh căng lắm nghe anh Thắng. Tên này mình chưa hiểu được là dạ, về cái gì. Dạ thì bây giờ mời anh xem câu hỏi. Những nữ vận động viên bóng chuyền xuất sắc của Việt Nam bắt đầu. Bóng chuyền anh có coi, anh nhớ là có em với anh có đi coi, ngồi trong quán cà phê coi. Hoa hậu bóng chuyền là Kim Huệ. Kim Huệ đúng không? Anh Thắng phân chia mọi người đi. Em nhớ là em... có Ngọc Hoa với Thị Huệ nữa. Ngọc Hoa Thị Huệ. Nguyễn Thị Ngọc Hoa là vô... cao lắm. Nhanh lên, Hết giờ, Em Kim Huệ nè. Còn ô nè. Không phải câu nào cũng biết đâu. Ba vị trí. Ôi trời ơi. Ôi. Em nói có sai không anh? Em vừa mới nhắc tức thì xong. Mà em nói thiệt, hồi nãy bên kia Dân Anh còn có thằng em chạy theo, ít ra còn được có người an ủi, đúng không? Còn giờ một mình anh là cô đơn luôn. Mấy đứa em nó xa lánh anh luôn vậy đó. Anh không hiểu lý do gì mà mình là đội trưởng mà ba người đàn em mình chạy mất cả dép. Dạ. Để lại một mình đội trưởng đứng đây bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược như này. Làm như sợ anh gì đâu không biết nữa. Phạm Thị Kim Huệ, anh ơi, đây là đáp án anh lựa chọn hay đứa em nào đẩy anh vô vậy? Không phải, cái này thì anh có chơi với Huệ. Anh biết luôn hả? Anh biết là bạn này là hoa hậu của làng bóng chuyền. Dạ. Và anh đã có rất là nhiều kỷ niệm với bạn Huệ này. Anh đứng chụp ảnh với bạn ấy và anh nói với người chụp ảnh là đừng lấy chân. Bởi vì anh đứng trên hè, còn bạn ấy đứng ở dưới đường. Mà anh đứng tới đâu của bạn ấy? Anh đứng thì tới lỗ tai đến tai. Ai, đội trưởng bơ vơ quá. Sao vậy mấy em? Anh tới dặn rồi sao kỳ vậy? Hồi nãy anh Thắng anh nói với em là ảnh là anh biết chắc chắn là chị Huệ rồi. Tại sao vô chung với anh? Nhưng mà anh nói là chị Hoa nữa thì tất nhiên tụi em phải rải ra. Em thấy là bạn Nghĩa với lại bạn Trang chạy qua bên đầu kia em, rồi. Mình nói tách ra được không? Đừng có nói bạn Nghĩa bạn Trang chung này kỳ lắm. Em đi với bạn. Em nói ngược lại, bạn Trang với bạn Nghĩa đi nghe nó dễ chịu hơn bạn Nghĩa Trang kỳ quá. Dạ đó là lý do mà em chạy qua đây mà em không ngờ là hai bạn. Rồi kéo hai bạn gái qua cùng với mình luôn. Còn Xuân Nghĩa? Dạ tại vì ban đầu là em định là chọn chị Kim Huệ. Tại vì em biết chị Kim Huệ là hoa hậu. Thì em định cùng với bạn Trang, bạn Nghĩa là em. Dạ chạy qua đó. Mà tự nhiên qua đó thấy đội trưởng đứng rồi. Thì đứng chung có sao đâu. Nếu như em biết chắc cái đáp án của anh đội trưởng anh đứng là đúng thì mình đứng dồn vô cho đông người để mình an toàn. Còn giờ mới hồi hộp nè. Trong khi anh Thắng anh chơi với chị Huệ này luôn rồi. Tức là cái xác suất mà đúng nó rất là cao. Chúng ta không chọn ảnh, trời đất ơi, mà không dám đứng gần nữa nha. Em sẽ công bố đáp án của anh Thắng luôn nè anh Thắng. Tại vì anh nói anh biết cái cô này, đúng không? Em sẽ cho mấy đứa em sáng mắt ra vì không theo anh. Mời đáp án Phạm Thị Kim Huệ. Vẫn tốt hả? Chính xác. Anh Thắng dễ thương quá. Vẫn tuột à. Bạn này được xem là hoa khôi của làng bóng chuyền Việt Nam. Bốn đứa cãi lời không theo đội trưởng. Nó sáng mắt bữa nay nghe. Tiếp theo, Thu Trang và Ngọc Hoa. Anh công bố hai đáp án này luôn. Tụ này mình đứng tới ba người phải không em? Bé áo trắng núp cái gì? Nhìn thẳng lên. Cái này đúng mà. Đi một lúc ba người nè. Vận động viên Ngọc Hoa được xem là một vận động viên có cái chiều cao tốt nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Và bạn ấy cũng đã từng nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ luôn. Còn Tuyết Dung là một trong những tiền đạo nữ nổi tiếng của đội tuyển Việt Nam. Còn Hồng Lệ với Huệ. Huệ, còn có mình Huệ thôi đó Huệ. Hồi hộp quá. Đội trưởng Huệ quế rất là quế vì đứng một mình để coi có Huệ đúng hay không. Bên đây đã có Kim Huệ rồi, lẽ nào bên đây có Thị Huệ nữa. Em nhớ không lầm là có hai Huệ anh. Em ơi em lộn với bông Huệ rồi đó. Mời đáp án. Yeah.
Đúng là có tới hai nữ vận động viên cùng tên Huệ. Đây cũng là một trong những nữ vận động viên xuất sắc của bóng chuyền nữ Việt Nam. Còn Hồng Lệ là vận động viên điền kinh. Chúc mừng cả nhà, mời về chỗ. Đội Mắt Biết cũng mang về cho mình số tiền thưởng 5 triệu đồng. Anh Thắng, anh có ý kiến gì? Vòng 2 này tôi sẽ xung phong, tôi thi trước. Dạ. Bởi vì vòng 1 thì tôi đã nhường cho đội Hai Phượng rồi. Dạ. Vậy thì xin mời đội Mắt Biết. Mời các bạn chúng ta xem những chiếc két sắt của mình nha. Còn 4 chỗ thôi, sáng đèn. Mời đáp án. Sợi nhớ sợi thương, chúc tình đầu, mẹ của anh, thuyền và biển, tên những bài hát. Mời mọi người xem câu hỏi. Những bài hát được phổ nhạc từ thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh. Bắt đầu. Thuyền và biển, anh nhớ thuyền và biển đầu tiên. Tình đầu đó. Bài thứ hai. Không chắc thì chia ra nha. Chúc tình đầu. Thuyền và biển vô, hai người trước đi. Thuyền và biển. Ba người, ba người đi. Em ba người. Còn chúc tình đầu với mẹ của anh đi. Cái thuyền và biển là cái nào anh? Cái nào chắc chắn thì vào. Cái nào vậy? Hai cái thì hai cái. Không có chắc thì chọn thêm một ô nữa. Hai cái mà. Hai cái được. Không có chắc. Hai hai đi đi. Hai cái được. Các bạn chọn ít nhất là hai vị trí thì các bạn đã làm được điều đó. Em trai, nãy em tính đi đâu nữa vậy? Dạ, ý là mình chưa chắc nên mình dự phòng thêm một trường hợp. Nhưng mà em nghĩ thì em tin anh Thắng nên em vào với anh Thắng. Còn Xuân Nghĩa, em vì sao em chọn chút tình đầu? Dạ, em nhớ không có rõ nhưng mà em chỉ nhớ thuyền và biển là của thi sĩ Xuân Quỳnh thôi. Còn em phân vân hết tất cả các đáp án còn lại. Vậy thì bây giờ, anh Thắng, anh tin vào cái sự lựa chọn của anh không? Sao anh buồn vậy? Bởi vì là mình nói với bạn này là bây giờ chắc chắn có một đáp án. Dạ. Thì một đáp án đưa ra thứ hai là đáng nhẽ bạn phải đứng vào đây. Dạ, là mẹ của anh phải không anh? Cứu nguy. Dạ. Cho một cái nhưng mà bạn không nghe, bạn lại phải nhảy sang bên này. Dạ. Thế nhỡ mà nó vào phương án này mà lại sai phương án kia thì có phải mình bỏ phí không? Thêm một lần nữa, đội viên bất chấp lời đội trưởng nói. Cái vị trí mà anh Thắng vừa mới chỉ đó anh Thắng, em sẽ công bố đáp án này để cho các bạn khỏi lăng tăng nữa nha. Xin mời. Đây là một bài hát được phổ từ thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh. Tiếp theo, công bố đáp án. Sợi nhớ sợi thương nha. Sợi nhớ sợi thương. Xin mời. Đây là đáp án sai. Còn lại thuyền và biển và chút tình đầu là vị trí mà đội chúng ta lựa chọn. Chỉ còn một đáp án đúng mà thôi. Vậy thì là cái nào đây? Xin mời. Chính xác, thuyền và biển. Còn bài thơ Chúc Tình Đầu là bài thơ của Đỗ Trung Quân. Thuyền và biển là một sáng tác của nhà thơ Xuân Quỳnh, sau đó được phổ nhạc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Còn Sợi Nhớ Sợi Thương là của nhà thơ Thúy Bắc. Chúc mừng ba anh em, mời ba anh em đến đây. Tiếc quá, mất lúc hai người. Thật ra thì em nghĩ là nếu mà em vào cái ô đó thì nó cũng khác, chả khác gì em vào một cái ô chắc chắn. Đúng ra là hai bạn đó phải tẽ ra. Có nghĩa là sẽ có hai trường hợp phải tẽ. Bây giờ thì mời các đội mình gặp lại hai người bạn vừa rồi nha. Hello. Hello. Hi. Em khỏe không? Ráng ráng thi để cứu lên nha. Khỏe không? Khỏe không? Anh Thắng hỏi em khỏe không? Dạ khỏe hả? Khỏe hả? Nhớ viết thư gửi ảnh nha. Ôi, tiếc quá, nãy giờ Xuân Nghĩa là cái người mà cũng đưa ra rất là nhiều đáp án cho cả đội luôn đó. Nhưng mà với cái câu này thì em lại chọn đáp án cho mình không chính xác. Thôi được rồi, cứ ở đó đi, một lát nữa có thể là đội của chúng ta sẽ dùng quyền hồi sinh để cứu một trong hai em nha. Tạm biệt, mời anh Thắng và hai em về chỗ.